mẫu bạn trai của em đơn giản lắm, chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi. Khi em gặp bạn thì em giỡn hơi ngay, với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm, ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Không, cái này thì chắc mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn, thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Mời nhà trai. Chưa té hả? Rồi, mời em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Dân và bạn nữ và quý vị khán giả đang ngồi có mặt ở trường quay. Em tên là Trần Hồng Linh Sơn, em 26 tuổi, hiện đang là cán bộ của trực thuộc đội quản lý đô thị huyện Nhà Bè. Rồi Sơn ở Nhà Bè luôn hả? Dạ em con ở Nhà Bè. Rồi bây giờ bên mình nè, con giới thiệu đi. Con chào cô Hồng Dân, con chào chú Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Em tên là Vũ Thị Kiều Trang, con năm nay con 26 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Kiên Giang. Con đang sinh sống và làm việc tại Rạch Giá, Kiên Giang. Rồi á, con từ Kiên Giang lên đây lúc nào? Dạ con đi 11 giờ đêm hôm qua. Đêm hôm qua, làm nay lên gặp chương trình luôn? Dạ con lên tới đây 6 giờ sáng. Ừ. Con làm gì? Dạ con làm nhân viên kế toán tại công ty xuất nhập khẩu. Ở dưới Kiên Giang đó. Tên... Mạnh điểm yếu của Sơn là gì? Dạ điểm mạnh của con là hòa đồng, vui vẻ, có thể biết nấu ăn, rất là dễ bắt chuyện với một người bạn mới. Còn điểm yếu là hơi tự ti về bản thân và rụt rè trước bạn nữ. Tại sao tự ti? Thì nhìn... Sao đó con? Dạ. Bên kia cũng giống vậy thôi, cũng lo gì đâu ha. Cơ địa mình vậy rồi, mình có khả năng mình tập thì nó sẽ xuống thôi chứ không có gì đâu ha. Dạ. Chú xưa chú bự hơn con đó, chú bự gặp gấp rưỡi luôn đó. Rồi giờ con sao ta? Múp míp luôn, có cái đẹp cũng múp míp. Dạ điểm mạnh của con là con thích nấu ăn và con biết làm bánh, con thích giúp đỡ người khác. Rồi điểm yếu của con? Điểm yếu của con là con hơi nóng tính, nhưng một phần là con không kiềm chế được cảm xúc của mình. Khi con tức giận là con bộc lộ ra mặt lắm. Rồi con có sợ yêu xa không? Dạ không. Không hả? Dạ. Sơn ơi, Sơn đã xuống Kiên Giang bao giờ chưa? Dạ con xuống dưới rồi cô. Rồi con có thấy con gái Kiên Giang đẹp không? Dạ cái này con không đánh giá được, tại vì con đi là có khi là đi công việc, còn không thì đi bưng quả giùm thôi. À vậy hả? Dạ, nữa quy quả có người bưng lại, con yên tâm đi. Mà con không nghe hả? Kiên Giang mình đẹp làm sao, đâu cũng đẹp mà ai ai cũng đẹp. Mình có mấy mối tình rồi à Trang? Dạ con chưa có trải qua mối tình nào chính thức hết trơn á. Con chỉ tìm hiểu rồi thấy không hợp rồi tiếp tục làm bạn thôi. Tìm hiểu trong bao lâu? Dạ lâu nhất là cũng 5 tháng rồi, nhanh nhất thì cũng 2 tháng rồi ạ. Tìm hiểu thôi, chưa có gì sâu đậm hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi. Bạn trai, có mấy mối tình rồi? Con thì trải qua một mối tình. Sao chia tay Sơn? Lúc đó là trong thời gian thì con còn đi học nên là bạn nữ về nhu cầu kinh tế thì không có đáp ứng đủ cho bạn nữ nên là chia tay, không hợp nữa chia tay. Sơn có tật xấu gì không? Tật xấu của con thì chắc là chỉ có vấn đề là ngủ tại vì tối con thức khuya nên là sáng nếu không đi làm những ngày nghỉ là con có thể ngủ tới trưa luôn mới dậy. Chào Sơn. Dạ chào cô. Con có một cái mẫu bạn gái như thế nào? Dạ cái mẫu bạn gái của con thì giống như bao bạn trai khác thôi, nhưng mà có một cái đặc điểm là cái mái tóc không quá ngắn. Ừ, mái tóc không quá ngắn. Rồi đừng có ngắn giống nhân trai đúng không? Dạ đúng rồi, dạ đúng, dạ đúng. Dạ cô hiểu rồi. Còn về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, hơi trẻ con tí thì cũng được. Còn vấn đề mà nấu ăn hay chăm sóc gia đình thì cái đó thì có thể là hai bạn khi mà nếu mà sau này có tiến xa hơn thì cái đó thì hai bạn sẽ tự bù đắp cho nhau cái đó. Rồi cái mẫu đàn ông lý tưởng của con là như thế nào? Dạ thì cũng nấu ăn, cũng thích nấu ăn. Dạ cũng tròn tròn giống con để khỏi bị chơi giống số 10 di động. À tròn tròn giống con hả? Dạ. Ừ. Hôm nay con đi với ai ạ? Dạ con đi với chị họ của con và chị đồng nghiệp ạ. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Dân. Em tên là Tâm, em là chị họ của Trang. Trang ở nhà thì là một người cực kỳ vui tính, yêu thương động vật. Gia đình của Trang cũng rất là tốt. Còn về bạn trai ở bên đây thì nói chung là vừa bước lên là em cảm thấy em cực kỳ thích luôn. Tại vì hợp lắm. Mà kiểu tròn tròn như nhau á, cái ngoại hình là đã thấy thích rồi. Về tính tình thì bạn nói là bạn rụt rè, em càng thích hơn nữa. Tại vì hợp với lại Trang. Trang cũng rụt rè lắm hả? Trang thì không rụt rè cho em nghĩ cái đó là nó sẽ có thể bù đắp được. Nhưng mà với Trang á thì chị nghĩ là Sơn... kiên trì một chút. Tại vì Trang nói chung là có những cái Trang tính tình rất là thẳng thắn, kiên trì một chút thì sẽ ok. Còn chuyện hai bạn ở xa nhau thì cái đó thì chắc là nếu như mà đã có... Ông tính thử, ông qua ông coi bên nhà gái tôi cái coi nè. cái chuyện xa là không có quan trọng ở đây. Để coi cô. Dạ con chào chú. Trời mặt dễ thương quá trời. Hai đứa nó cũng gọn gọn như nhau nè. Tại vì con bị sụp sửa trễ. Mình có thể luyện tập được. Con có chơi thể thao gì không? Dạ lúc trước thì con hay thi đấu kéo co. À dạ. Dạ. Hèn chi kéo quá nó xệ vậy đó hả? Nó sổ đó. Hai đứa đều có khuôn mặt rất là đáng yêu luôn. Ồ dễ thương, mặt bên đây cũng dễ thương, bên đây cũng dễ thương á. Bây giờ con Sơn đi với ai nè Sơn? Dạ con đi với mẹ, bạn và bà ngoại, ngoại Tư. Ôi chào bà ngoại, chào mẹ, chào cả nhà luôn ha. Mình là mẹ của Linh Sơn. Hồi giờ mẹ đến đây thì mẹ không biết nói gì. Và nếu mà con đồng ý thì mẹ đồng ý. Có lẽ cô đang khóc đúng không? Xúc động. Đây, xúc động ha. Đúng không? Dạ. Tại sao cô lại xúc động như vậy? Tại vì thấy hai đứa cùng tính cách, hai đứa tướng phù hợp với nhau, hai đứa rất là xứng. Cô có mong là Sơn sớm đưa con dâu về không? Dạ rất mong. Nếu mà hai đứa không đến chương trình thì thôi. Nếu mà đến chương trình này rồi thì thôi, hai đứa cho nhau một cơ hội. Dạ. Bây giờ vậy cho hai trẻ gặp nhau đi nha. Phan chú, phan chú. Hồi nãy có nghe chú có đói bụng rồi không chú? Tôi đói con. Dạ con có... Gì con? Dạ bánh. Bánh con làm con mời chú với bạn em. Trời cảm ơn con. Trời nó tốt quá ta. Nói được rồi con. Dạ. Chú chấm ngay từ đầu luôn rồi đó. Trời ơi. Cảm ơn con nha. Dạ. Rồi xong cô ngồi đây là đưa chú hết nguyên hộp vậy đó. Chút nữa được con tặng cô ghiêng. Ghiêng hả? Ghiêng. Dạ. Ừ. Nhỏ này tôi cũng chấm nó từ đầu luôn á. Lấy lòng ông Mai ha. Cho ông cái nắp đi nha. Để cho cái nắp đi. Ăn đây mắc cỡ quá chứ 4 cái bánh này không đủ chú đâu. Chú ăn cho mở rào rồi. Đi mở rào cho hai trẻ nó gặp xong nhau. Để chú nhập vào hội viên Sơn luôn. Vừa thôi, luôn. Mở rào đi bà con ơi. Mở rào. Thơm quá. Dạ cho bạn. Cái này là một ly trà sữa. Thì con gái mà ai cũng thích trà sữa hết nên là mình không có gì tặng bạn cái ly trà sữa. Thôi. Đây đây đưa cô cầm. Bớt uống trà sữa là đi con. Mình thì sở thích là đi du lịch cho nên là mình tặng quả địa cầu là hy vọng là mình có thể cùng bạn đi du lịch những nơi mà mình thích. Không mình cùng sở thích á. Dạ. Cảm ơn bạn. Cho anh hỏi là cái cảm giác lần đầu khi mà gặp anh thì em có cảm giác như thế nào? Dạ. Có giống phù hợp với cái mẫu bạn trai của mình không? Dạ em thì mẫu bạn trai của em đơn giản lắm. Chỉ cần biết quan tâm và cùng tần số với em là được rồi ạ. Vậy cho anh xin hỏi thêm là cái tần số của em là tần số mấy? Dạ là em khi em gặp bạn thì em giỡn hơi nhây. Với một phần là em cũng thích nấu ăn nhưng mà em lười rửa chén lắm. Ai rửa chén giùm em thì em thích lắm ạ. Mình có cùng sở thích, cùng tần số luôn. Thích nấu nhưng mà ghét rửa. Dạ. Vậy hai đứa mua chén nhựa về ăn đi. Gặp em lần đầu tiên anh có gì bất ngờ hay là anh có ý kiến gì không ạ? Cái này thì nói chung là không bất ngờ tại vì mình không có quan trọng là cái ngoại hình. Dạ. Quan trọng là cái tính cách. Dạ. Mà khi mà nghe em nói về cái tính cách của em là hơi nhây á. Dạ. Thì nó lại kiểu là có thể là đúng tần số với nhau. Tại vì khi giỡn là cũng rất là nhây. Dạ. Thì em cũng có nhiều tật xấu lắm. Em thì cũng hay nóng tính với rất thẳng. Cho nên em sẽ cố gắng tiết chế lại. Thì nếu mà nhiều khi em nóng quá thì anh cũng thông cảm mở qua giùm em. Cái đó có thể mở qua được. Dạ. Còn về cái chuyện hẹn hò. Dạ. Thì nếu mà khi mà hai mình đã cho nhau một cái cơ hội yêu xa. Dạ. Có thể là 1 tháng chỉ xuống Kiên Giang 1 lần. Thì em có cảm nghĩ gì? Nếu mà anh xuống không được thì để em lên cũng được, không sao hết. Trời ơi. Thì cái này anh chịu, cái này anh chịu. Nếu mà hai đứa yêu nhau vậy thì bao lâu mình về chung một nhà, chứ để yêu xa hoài mệt mỏi lắm. Dạ ba con ra điều kiện cho con là tháng 6 năm sau con phải lấy chồng. Sao nè Sơn có ý kiến sao về cái điều kiện này nè? Thôi nếu mà bác trai ở nhà mà đã nói tháng 6 dạ. Thì có thể là sớm hơn dự định của anh. Tại vì anh dự định là có thể tới cuối năm. Dạ. Nếu được thì có thể là cuối năm sau. Dạ. Làm luôn đi. Ra gì anh cưới em luôn. Em muốn sau này là trai hay là gái? Con gì cũng được miễn sao là con của hai người là được rồi. Lại là một câu rất là trùng tần số với nhau. Dù trai hay gái miễn là con của mình. Dạ. Rồi tiền bạc, kinh tế ai quản lý? Kinh tế là chắc cho anh nói trước. Sau này là khi mà về chung rồi á, nếu mà được anh có thể đưa em nếu em cần. Nhưng anh chắc chắn là anh sẽ không đưa hết số tiền mà anh kiếm ra. Dạ. Tại vì anh còn phải để phòng thân. Anh nói trước nên là sau này khỏi bỡ ngỡ. Thì em cũng biết mà, ai cũng có cái quỹ đen riêng hết. Đúng rồi, đúng rồi, đúng. Như vậy là kinh tế hai người tự chủ, tự quản. Rồi khi nào mà sẽ có một cái quỹ chung. Dạ đúng rồi. Đó, con. Hai vợ chồng đó tháng bỏ vô cái quỹ chung đó bao nhiêu? Dạ. Để chi tiêu. Dạ. Rồi bây giờ nè, dạ. Nam tiến tới nắm tay bằng nữ nào. Ai truyền nhau cảm xúc, nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Đó. Trời, tay lạnh luôn. Tay luôn Sơn. Đó, nhìn thẳng vào mắt bạn gái đi. Có bước nói gì với bạn gái. Hay hát tặng bạn gái, đứng gần gần nhau xíu sao gì giống kéo co vậy. Hát hả? Anh xin hát tại cái một đoạn trong bài hát Tình Khúc Vàng. Dạ. Ngồi bên em cũng đàn hát lên tình khúc vàng, bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi, phút giây còn muốn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Nhớ từng hàng cây, nhớ từng con phố, bước theo em băn khoăn hỡi tình say. Nhớ về dòng sông, ấm lòng mùa đông, nụ hôn ta chơi vơi theo cơn sóng. Đó dạ. Thôi. Dạ. Mình đáp lại đi con, bên nhà gái mình đáp lại đi. Trên đường đi lễ xuân đầu năm, qua một năm rụt rối tơ tầm. Năm mới nhiều ước vọng chờ mong, mây nhiều rồi ít nhóng trong, vui cùng pháo đỏ rượu hồng. Em cũng hết thuộc rồi. Hay. Rồi, ngồi rồi. Về ghế ngồi đi nào. Dạ. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi, có sự góp ý của hai gia đình rồi. Hãy hướng mặt về phía trước, nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần cuối cùng xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Nếu đúng, nếu trái tim mình thật sự rung động, chúng ta đừng ngại ngùng bấm nút. Còn nếu không, khỏi bấm. Sau 3 tiếng đếm chúng ta quyết định điều đó. Suy nghĩ thiệt kỹ nghe. Rồi cô đếm nè. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau nào. Vô cái tôi mở ra trái tim nó đỏ tươi vậy đó. Đó. Bây giờ là Sơn, ba mẹ của bạn gái đang xem truyền hình ha. Dạ. Sơn nói gì đó, tức là xin phép gia đình cho tụi con hẹn hò với nhau. Hẹn hai bác một ngày không xa, con sẽ xuống Kiên Giang và xin thưa chuyện với hai bác. Ôi giời con. Dạ con xin phép hai bác đang xem truyền hình ở nhà. Nay là ngập đầu tiên thì con cũng xin một nụ hôn gửi cho em, để khi em về Kiên Giang em sẽ nhớ cái nụ hôn của trai Nhà Bè.